Dạ em cũng có nói là đây là một cái chuyện của em có trả cho chân em có gửi mất rồi anh em có gửi dạ là từ một cái là cho một cái hạt em mới nói với anh tốn trả đâu không chịu cái chuyện và bây giờ ông tự ông là dùng cái delay tech đi là ông bỏ luôn cái tên này trong 2-3 năm và không ghen tại vì và em ghé qua thăm anh rồi cảm ơn đó anh được thật là mình từng mừng tháng ít nhất sao trời ơi sư phụ em rồi tại vì anh cần em nói với già đây nè Lý Tông biết là mày chỉ quan tâm lúc nào nó ghét đến tôi không mà từ đó là câu em có nói cái câu đó nhưng mà đó là hút nát không mà không ai muốn anh bị khôn không sao đây không ai muốn rồi đấy nhưng mà nó chỉ pay serious attention when I got the call back I tell you. Tại vì anh được thực bài lên biết chỉ lúc đó anh bắt đầu rơi vào câu mài ok anh em cũng chỉ muốn tới thăm anh là ngày mai tới thăm anh I want to make sure you're okay every day rồi ha mà nó bảo là claim bt là rằng nó tưởng mình không nít là cho cái gà ăn mà là thiệt ngon đây cũng không tâm thì mày ông là cái này là một cái trick còn dangerous hơn lại cả November trời ơi cái trò này trò của Việt Cộng nhưng không ai chơi tôi lại nó không có cố vấn Việt Cộng không cách gì không anh là nói với em tuyệt thực á mà không get into coma là không bao giờ thắng là mình phải tiên đoán cho mình khỏe làm sao nó care mà mình giữ sức khỏe thì làm sao mà nó take care bằng đây mình anh tuyệt thực á là phải coma à, tức là biết mình sắp giải thoát sẽ chết thì nó mới giải quyết cho mình lúc anh như vậy là đã tỉnh đỉnh cái đường đó rồi thành ra đừng bao giờ nói anh phải ok thôi chưa ok nếu mà thằng mình rồi không em cứ giải thích anh nói nó vậy đó phải không và thứ gì nè nói nọ là anh được thực anh có nguyên tắc anh thứ nhất là chỉ dùng nước bỏ luôn cà phê và thứ nhì anh tuyệt thực chỉ lúc nào anh get into coma thì đối thủ anh mới để và thứ ba thì lúc đó lúc để thì nó sẽ balance nó sẽ quay nếu mà cái chết anh mà nặng hơn cái entry nó thì nó mới chịu thua còn mà cái chết anh nhẹ hơn cái entry nó rồi em nói ba cái gì rồi em sẽ cố gắng thì nó sẽ hiểu anh muốn cái gì đó thành chắc có ngày mai thôi không phải lại nữa ok bạn làm gì đi Pháp? Dạ, thì Thái là anh Tuấn nói là một người bạn đi Pháp đọc văn của tôi đó là anh được thời gian đâu rồi coi như một gái mộ thôi. Bon après-midi, madame. Mais je suis à Berkeley. Mais vous parlez le français. Yeah, nous sommes ici par la volonté du peuple, qui est la mienne. Justement. Et je dis, vous savez, moi je suis de l'Alsace. Je suis de Strasbourg. Nous avons aussi, moi j'ai 72 ans, moi, 72. I remember the war. We were also occupied. This is the problem. But my mind is not as dry. Yeah. On va se casser. Et ma présence est de cœur et d'honneur. Honneur, cœur et loyauté, c'est un paquet, vous savez, tout par exemple, que moi je ressens. Et je dis, justement, j'espère que je pourrai aller voir M. Tanga, que je veux lui dire. Et on va faire tout ce qu'on peut pour lui aider, n'est-ce pas? Mais on verra si ce qui se passe, vous savez.